Một người đàn ông và một trái bóng. Những màn trình diễn của nam The Man đã làm rung động biết bao con tim trên thế giới. Anh muốn truyền cảm hứng tới những người yêu thể thao Việt Nam. Chuyến đi của anh sẽ qua trên 30 tỉnh thành của đất nước. Người con xa xứ còn muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người, nơi quê hương nguồn cội. Đừng bỏ lỡ chương trình truyền hình thực tế về bóng đá nghệ thuật với danh thủ vô địch châu Âu Nguyễn Hoài Nam, biệt danh Nam The Man trong chương trình Ngôi Sao Đường Phố, chuyên đề về bóng đá nghệ thuật. 21 giờ 15 phút thứ 6 hàng tuần trên NCM, kênh thể thao giải trí của truyền hình An Viên.